Ok, nhớ đăng ký kênh cho anh nha. Nhớ xem hết video và like cho anh nữa nhé. Anh bắt đầu ăn đây này. Nếu mà em có thêm thử thách nào dành cho anh nữa thì em hãy cứ bình luận ở bên dưới để cho anh làm nhé. Thank you.
Thank you.